Sau 3 đợt chào bán kể từ quý 4 năm 2014, công ty Phú Mỹ Hưng đã mở bán đợt 4 dự án Scenic Valley với khoảng 222 căn hộ vào ngày 15 tháng 3 vừa qua. Tính cả 4 đợt chào bán thì đến nay đã có khoảng 850 căn hộ Scenic Valley được đưa ra thị trường. Gần 500 khách hàng đã tham dự buổi công bố bán Scenic Valley giai đoạn 4 và chỉ sau 2 tiếng chính thức mở bán, 80% số lượng căn hộ đã được khách hàng đặt mua. Như vậy, tính cả đợt chào bán lần thứ tư này, có khoảng hơn 850 căn hộ Scenic Valley đã được đưa ra thị trường. Đô thị Phú Mỹ Hưng là một cái khu cũng khá là đắt đỏ. Nhưng tôi chọn là bởi vì người ta bảo rằng Phú Mỹ Hưng, tới sống ở Phú Mỹ Hưng giống như đi qua Hồng Kông hay là Singapore vậy đó. Qua Singapore tôi thấy là cái không gian rất sạch và đẹp, và ở đây cũng tương đương như vậy. Bởi vì cái mảng cây xanh và đường xá, phải nói cái hạ tầng cơ sở rất là tốt. Tiện ích của Scenic Valley thì theo cái sự đánh giá của mình thì cũng rất là tốt. Thì có những cái phần mà công viên riêng hoặc là những cái phần mà vui chơi cho trẻ em thì rất là tốt cho cái cuộc sống sau này của mình. Bên cạnh việc sở hữu một không gian sống đẳng cấp, khách hàng của Scenic Valley còn được hưởng lịch thanh toán dài hạn lên đến 27 tháng và những khoản vay lãi suất thấp do nhiều ngân hàng dành cho khách mua nhà Phú Mỹ Hưng những gói vay ưu đãi. Phú Mỹ Hưng là một trong những khu đô thị mà đẳng cấp nhất, không chỉ ở khu vực Hồ Chí Minh mà có thể nói là đẳng cấp nhất ở Việt Nam. Và chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng lại là một trong những chủ đầu tư cực kỳ uy tín. Thứ nhất là xét về tiến độ thi công, thì khi mà họ cam kết thi công như thế nào thì họ đều thi công và bàn giao nhà đúng tiến độ. Thứ hai là sau khi bàn giao nhà, họ lại có những cái dịch vụ tiện ích và những cái dịch vụ phục vụ cái cộng đồng dân cư cực kỳ tốt. Và đó là lý do tại sao mà ngân hàng HD Bank chúng tôi muốn hợp tác với Phú Mỹ Hưng. Những căn hộ được bán ra trong đợt 4 tập trung tại hai tòa nhà F và B. Chủ đầu tư cho biết, tòa nhà F gồm căn hộ có diện tích sử dụng 65m² đến 83m², cũng là tòa nhà cuối cùng của Scenic Valley quy hoạch căn hộ diện tích vừa phải. Trong khi đó, mở rộng phân khúc mua nhà lớn cho đại gia đình, chủ đầu tư cũng đưa ra loại căn hộ 3 phòng ngủ ở tòa nhà B, diện tích từ 94m² đến 124m². Tòa nhà B có vị trí đẹp hướng nhìn trực diện ra mảng xanh rộng lớn và dòng sông cảnh quan.